Sống trong hiện tại. Vâng, làm thế nào để bảo vệ cho chúng ta khỏi bạo lực của thiên nhiên và của con người? Sư phụ, chúng ta không cần phải bảo vệ cho mình. Chúng ta đâu có gì mà phải bảo vệ. Trước khi sinh ra quý vị có gì? Sau khi chết quý vị mang theo được gì? Có gì quý giá đến nỗi chúng ta phải bảo vệ? Bỏ hết đi, mặc kệ nó. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Nếu quý vị chết đi, thân xác bị hủy diệt thì còn hàng ngàn hàng tỷ thân xác khác. Đừng lo gì hết. Nếu thứ gì đó là thuộc về quý vị thì quý vị sẽ không sao bỏ được. Nếu cô gái đó là hôn thê của quý vị thì không ai có thể lấy đi được. Nếu việc làm đó là của quý vị thì không ai thay thế được. Đừng có lo, cứ yên tâm. Khai ngộ trước đã. Những sự lo sợ này khiến cho chúng ta không thể sống vui vẻ trong hiện tại. Cho nên những tội lỗi, xung đột, giả nhân nghĩa, tất cả đều phát xuất từ sự sợ hãi của cái ta, của ngã chấp. Nghĩ rằng ta có cái này, có cái kia, ta có danh tiếng, có thể diện, ta không thể mất mặt, ta không thể làm như vậy, vì ta ở địa vị này. Ta không thể la mắng người, vì ta là minh sư. Ta cần phải duyên dáng, mềm mỏng, nói chuyện nhẹ nhàng, vân vân. Hãy vứt bỏ hết và sống trong hiện tại. Những gì cần phải làm lúc đó thì cứ làm hết mình với lòng tin nơi Thượng Đế và lòng tin vào kế hoạch rộng lớn của vũ trụ. Sống tiết kiệm. Càng phí phạm, nghiệp chướng càng nặng. Bất cứ gì mình dùng ở địa cầu này cũng phải cẩn thận. Càng dùng nhiều từ địa cầu này, càng phải trả nhiều. Không phải chỉ tiền thôi đâu, mà còn nghiệp nữa. Nghiệp chướng khủng khiếp sẽ đến, có hiểu không? Rồi nếu phải đầu thai lại, vì lý do gì đó, quý vị sẽ bị thiếu thốn tất cả những gì mà kiếp trước quý vị phung phí và gấp bội phần. Không phải như là phung phí điện một tiếng, thì kiếp sau đầu thai quý vị bị thiếu điện một tiếng. Không, không phải như vậy đâu. Mà có thể thiếu rất nhiều năm. Chúng ta không được tiêu xài hoang phí chỉ vì mình có tiền. Không, vật chất của thế giới này là tài sản chung của toàn thế giới. Càng phí phạm thì nghiệp chướng của chúng ta càng nặng, bởi vì người ta phải làm việc vô cùng khó nhọc, đổ mồ hôi và nước mắt mới trồng được thực phẩm. Nếu phí phạm quá nhiều, nhiều hơn phần chúng ta được hưởng, thì chúng ta phải trả chỗ dư đó. Trả nghiệp chướng, công lao đau đớn của người khác. Tôi đã dạy quý vị sống thanh đạm, đừng tham lam quá phần của mình. Không nên tiêu xài quá mức mình có. Khi cần thiết thì chúng ta lấy dùng, khi không cần đến thì hãy cố gắng đừng lấy. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đôi khi chúng ta mắc bệnh, thậm chí mắc bệnh nan y. Mỗi khi ăn uống bất cứ gì chúng ta cũng tạo nghiệp. Tại vì người ta phải làm việc cực khổ mới có những thức ăn đó cho mình. Rồi họ phải chuyên chở từ chỗ này tới chỗ kia thì cũng làm độc hại môi trường và thương hại tới những con vật nhỏ. Rồi những người trồng trọt nhiều khi họ không tinh khiết thì mình cũng bị ảnh hưởng. Nếu tu hành nhiều thì chúng ta có thể bao qua được, có thể trả được. Nếu tu hành ít là mắc nợ, mình tuột xuống. Sống giản dị. Hãy sống cuộc đời giản dị hơn, càng giản dị càng tốt. Tiết kiệm, nghĩa là không dùng nhiều hơn những gì mình cần và biết ơn những gì mình có. Tài nguyên thiên nhiên được ban cho chúng ta đều rất quý báu và có giới hạn. Chúng ta không được lạm dụng, vì tài nguyên này chỉ bền lâu khi chúng ta tiêu dùng khôn ngoan. Chúng ta không cần phải cứ mua quần áo mới hợp thời trang, không cần phải đi ăn nhà hàng tân kỳ nhất. Có rất nhiều thứ trong đời có thể cho chúng ta niềm vui và mãn nguyện mà không tốn kém nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có bàn ghế, dặn tốt thôi. Cách sống tiết kiệm. Quý vị tiết kiệm sử dụng nước nóng ít hơn, tắm vòi sen nhanh hơn và đừng để nước chảy khi đang chùi rửa. Và đừng để nước chảy trong lúc đánh răng. Tắt máy vi tính và tắt đèn khi không cần dùng. Tắt bất cứ gì, không cần đến. Rồi quý vị sẽ có lẽ tiết kiệm được 10% tiền điện nước.
Tôi dùng bất cứ gì cũng rất tiết kiệm và luôn với lòng biết ơn và hối lỗi. Chỉ khi không tránh được, tôi mới dùng điện, nước, xăng, xe, vân vân. Bất cứ điều gì tôi khuyên quý vị, tôi đều làm hết. Nói là làm. Tôi không mua quá nhiều thức ăn để không phải phí phạm khi chúng bị hư. Tôi ăn hầu hết mỗi ngày một bữa và những thứ dễ nấu. Tôi mãn nguyện với điều đó. Chúng tôi ăn thứ nào dễ hư trước để thức ăn không bị hư. Chỉ nấu những gì cần thiết và số lượng cần thiết. Nhưng quý vị cũng có thể nấu trong nồi lớn và hâm lại để ăn trong vài ba ngày. Dạo này hiếm khi tôi nấu, thức ăn ngon miệng mà không cần nấu nướng nhiều, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu. Quý vị sẽ hạnh phúc hơn. Quý vị sẽ hạnh phúc hơn nếu tiết kiệm hơn, đơn giản hơn, thật vậy, chắc chắn, bảo đảm. Hãy chủ động trong lối sống của mình. Quý vị không cần sống giống như những người khác. Đời sống của quý vị càng đơn giản, quý vị sẽ càng hạnh phúc, càng tốt hơn cho môi trường, tốt hơn cho túi tiền quý vị và cho tương lai của thế hệ kế tiếp. Hãy biết ơn những gì mình có, giảm thiểu những gì có thể, đơn giản hóa cách mình sống. Hãy thân thiện sinh thái. Trước khi mua bất cứ gì, chúng ta không phải mua thiên y nữa. Nếu quý vị có một bộ thì đủ rồi. Đôi khi quý vị cần phải làm kinh doanh nên quý vị cần mua một số quần áo đẹp để mặc. Chỉ cần lịch sự là đủ tốt. Không cần phải mua sắm quần áo đắt tiền hay phải làm quá nhiều việc hay phải mang tới tiệm giặt để người ta là ủi. Vừa tốn thời gian, vừa đắt tiền, vừa lãng phí năng lượng nữa. Chỉ mua những quần áo mà quý vị cần và đừng mua quá nhiều. Trong bất kỳ tình huống nào, trước khi quý vị mua gì đó, không chỉ quần áo, mà bất cứ thứ gì, hãy tự hỏi mình, có thật sự cần hay không? Và mình cần nó trong bao lâu? Mình dùng nó thường xuyên, lâu dài hay chỉ thỉnh thoảng? Trừ áo cưới, tôi không biết nói gì. Tôi hy vọng quý vị không dùng lại nó nữa, một lần hay chỉ thuê thôi. Đổi thái độ của mình. Đủ thứ chuyện xảy ra cho rất nhiều người. Trời ơi, nhìn chung quanh quý vị và hãy cảm thấy mình may mắn. Hãy vui lên. Quý vị càng vui vẻ thì càng hấp dẫn thêm hạnh phúc, may mắn. Đổi thái độ của mình thì sự việc sẽ thay đổi. Không ai có thể thay đổi cho quý vị. Nói dễ làm khó, tôi biết. Nhưng ráng lên, cứ cười hoài. Cho dù không thích, cũng cứ cười. Vì tôi đã từng nói, khoa học chứng minh rằng nếu mình cười, dù đó là giả đò cười, các tế bào trong cơ thể sẽ nghe theo và tưởng là thật. Rồi nó bắt đầu ở trong tâm trạng vui vẻ với mình. Sau đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu không cũng chẳng mất mát gì, chỉ hơi đau chút chỗ này ở miệng thôi. Nếu không, tình trạng của mình còn tệ hơn vậy, như là nhức đầu vì buồn bã, suy nhược tinh thần. Cho nên một chút ở miệng sẽ mang lại vui vẻ, hạnh phúc. Sao không làm? Nếu vì thói quen hay gì đó mà quý vị không thể mỉm cười, thì mua mấy cái mặt cười nho nhỏ cũng giúp ích. Dán nó lên chỗ nào quý vị đi qua, trên cửa, trên gương, khắp mọi nơi. Sự tận tâm cống hiến mang lại sự mãn nguyện. Bất cứ quý vị làm gì, nếu đó là một lý tưởng tốt đẹp, cao thượng, quý vị hãy dốc toàn lực làm, đó là sự cống hiến. Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ quý vị làm gì, nếu nó tốt cho quý vị và cho người khác, hãy cố gắng làm hết mình. Không có nghĩa là quý vị phải thành công để biết rằng mình đã tận tâm cống hiến. Không cần phải vậy. Dù thất bại hay thành công, nếu quý vị đã dốc toàn tâm, toàn ý để làm, để hoàn tất hay để cố gắng làm cho người khác sung sướng, đó là tận tâm cống hiến rồi. Vì sự cống hiến tận tụy mang lại sự tập trung, sự nhất tâm. Và sự nhất tâm cống hiến mang lại sự thành công và niềm vui cho quý vị. Nhất là nếu quý vị làm vì một mục đích tốt, vì một lý tưởng cao thượng. Bởi vì lúc đó, quý vị đặt hết tâm trí vào việc đó. Và rồi quý vị quên đi tất cả những chuyện khác, cho nên đầu óc quý vị rất thông suốt. Đó cũng là một kiểu buông bỏ mọi việc.
Đó cũng là một cách tu hành. Đó cũng là một loại nhập định. Đó là vì sao nó mang lại cho quý vị niềm vui, sự thư giãn và rồi cảm giác mãn nguyện. Đừng để quá khứ giày vò chúng ta. Dẫn, hồi còn nhỏ con phải chịu rất nhiều chuyện đau lòng. Đôi khi cảm thấy như cái đau đớn đó cứ vương vấn trong con, như thể không sao thoát ra khỏi cái đó. Cho nên nhiều khi lớn lên rồi mà con hành động không được vững chạc. Sư phụ có thể chỉ cho con làm sao vượt qua cái dòng đó không? Sư phụ, lời khuyên không có gì nhiều. Chúng ta ai cũng phải trải qua những gì phải trải qua, lúc còn trẻ hay lúc lớn khôn, với cha mẹ hay với bạn bè bắt nạt ở trường, hoặc với thầy cô, với người xấu nào đó, hoặc với cha mẹ, hoặc với người lớn, hoặc trong hôn nhân. Ai cũng phải trải qua rất nhiều thứ. Đây là một phần của nhân quả mà mình phải trả để làm thân người, để tái sinh. Cho nên quý vị ráng chịu đựng. Mỗi khi nghĩ đến điều gì quá tệ, khi những điều trong quá khứ ảnh hưởng mình nhiều quá thì chạy ra khỏi đó. Hãy đi nghe nhạc, hay coi phim hài, phim vui, hay là ra ngoài ăn uống. Đi đạp xe đạp với bạn, chạy bộ, làm gì khác. Đừng đứng đó để mấy chuyện quá khứ hạch hỏi hay ức hiếp, hành hạ mình. Chạy ra khỏi đó. Mỗi khi có điều gì xấu như vậy xảy ra, thì mình thay nó bằng một thứ gì khác tốt hơn, nghe nhạc hay xem truyền hình. Đừng bỏ qua thú trưởng thành. Không phải ngày nào quý vị cũng phải gặp tôi. Không, không nên như vậy. Quý vị phải sống một cách tự lập. Quý vị phải phát huy cách sống riêng cho mình, cách khám phá ra kiến thức trong vũ trụ. Quý vị phải sống hơi liều lĩnh, đôi khi làm lỗi nhưng vui. Như vậy mới trưởng thành. Nếu tôi phải quyết định cho quý vị mọi việc và ngày nào cũng phải dạy dỗ quý vị mọi việc nhỏ nhặt, thì quý vị xong đời. Quý vị sẽ không bao giờ lớn khôn. Trông thì có vẻ an ổn, có vẻ rất dễ dàng, giản dị, nhưng đó không phải là cách để trưởng thành. Cho nên đừng sợ lầm lỗi, đừng sợ trách nhiệm, đừng sợ thử nghiệm với cuộc sống. Nó sẽ giúp quý vị. Nó giúp quý vị vui thích, biết chính mình. Đừng luôn cầu xin một cuộc sống yên ổn, không âu lo, bởi vì như vậy có nghĩa là không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm có nghĩa là không lỗi lầm, và không lỗi lầm có nghĩa là không trưởng thành. Đừng luôn đòi được gần gũi sư phụ và sư phụ chăm sóc cho mọi việc. Như vậy cũng không vui, chán lắm. Chúng ta cũng phải mạo hiểm, chúng ta phải chủ động, chúng ta phải tự quyết định để thử trí huệ của mình, coi chúng ta đã tiến tới đâu rồi, lớn khôn như thế nào rồi. Không thể cứ việc gì cũng dựa vào minh sư. Chúng ta cũng phải học làm minh sư, ít ra cũng làm thầy của chính mình, của số mệnh mình. Dĩ nhiên như vậy thì liều lĩnh hơn, nhưng thú vị hơn. Đừng sống cuộc đời nhàm chán, buồn tẻ. Hãy sống theo kiểu quý vị. Với tôi không sao hết, miễn là quý vị giữ giới, tọa thiền và phát triển được tình thương và lòng bác ái, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Quý vị không hại ai, nhưng quý vị trải nghiệm đời sống của mình, sống cuộc đời của mình. Đừng kỷ luật quá mức. Kỷ luật quá độ có thể giết quý vị. Phải uyển chuyển mới được. Đừng ngại công việc khó nhọc. Quý vị đừng ngại công việc khó nhọc. Quý vị nên làm việc và dùng năng lượng của mình, vì trong cơ thể chúng ta có khoảng 7 luân xa có thể thu hút năng lượng từ vũ trụ. Chúng ta giống như pin tự động nạp năng lượng từ năng lực vũ trụ. Do đó chúng ta có thể chạy bộ máy của mình mãi. Và khi chúng ta thiền định, lực lượng này lại càng gia tăng bội phần. Càng cho nhiều sẽ càng được nhiều, không bao giờ ngưng cả. Cho nên đừng lo sợ. Đừng sợ nghiệp chướng và đừng sợ giúp đỡ người khác rồi lãnh nghiệp chướng này kia. Nếu người ta cần giúp, quý vị giúp. Chỉ khi nào chúng ta cố xen vào đầu óc người khác, ví dụ như cố kềm chế họ, hoặc cố bảo họ làm những điều chúng ta muốn họ làm vì mục đích vị kỷ, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp. Còn nếu chúng ta thương người và muốn giúp họ lúc khó khăn,
thì cho dù chúng ta có thật sự lãnh nghiệp xấu cũng chẳng hề gì, không quan trọng gì cả, bởi vì chúng ta nên hy sinh cho nhau. Chúng ta nên sống với nhau trong tình thương và không màng nghiệp xấu. Ăn mặc giản dị. Dạo này tôi chỉ mặc 2 bộ hoặc 3 bộ là tối đa, đủ cho tôi rồi. Vì tôi giặt 1 bộ và hôm sau tôi có thể mặc rồi. Tại sao phải bận tâm có thêm 1 bộ khác? Nhưng các đệ tử trước đây họ tới và mua rất nhiều thứ mà tôi không dùng. Thỉnh thoảng họ vẫn mua. Tôi đóng gói chúng rồi cho hội Hồng Thập Tự hay người vô gia cư. Tôi chỉ mặc y phục bông vải đơn giản thôi, rất thoải mái. Mặc để ngồi thiền, mặc ngủ và mặc trong nhà suốt ngày. Nếu cần tôi cũng có thể mặc đi ra ngoài vì bộ này trông rất lịch sự. Y phục này trông bình thường, đa dụng, không phải là đồ ngủ. Trông như y phục thường nhưng thoải mái, dễ chịu. Nên tôi mặc chúng để ngủ hay thiền. Tôi giặt bằng tay nếu là số lượng nhỏ và giặt bằng máy khi có đầy máy, khi có nhiều hay nếu là cái mền lớn, đại khái vậy. Quý vị có thể chọn kỹ những y phục nào mặc ở nhà hay mặc đi ra ngoài. Một số y phục quý vị có thể mặc bất cứ ở đâu. Nếu không mặc ra ngoài nơi công cộng thì 2 hay 3 bộ như vậy là đủ cho tôi rồi. Một áo choàng lớn, ấm nếu tôi cần đi ra ngoài vào mùa đông. Chỉ vậy thôi. Trích lời Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trên các bản tin và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.